Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng gọi cô bé như vậy vì cô lúc nào cũng đeo chiếc khăn đỏ mà mẹ đã tặng. Sáng hôm ấy, mẹ của Quàng Khăn Đỏ chuẩn bị một giỏ bánh và dặn cô bé mang đến cho bà ngoại đang ốm yếu. Con nhớ đi đường thẳng, đừng dừng lại nói chuyện với người lạ và đến nhà bà thật sớm nhé, mẹ dặn dò. Quàng Khăn Đỏ bước vào khu rừng. Xung quanh là những cây cổ thụ cao vút và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá. Cô bé vừa đi vừa ngân nga một bài hát nhỏ, không nhận ra rằng một con sói gian xảo đang lén lút theo dõi. Chào cô bé định đi đâu mà vui vẻ thế? Sau khi nghe cô bé kể rằng cô đang đến thăm bà ngoại, sói nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt. Sói chạy nhanh đến nhà bà ngoại và giả vờ làm Quàng Khăn Đỏ để đánh lừa bà. Bạn muốn tạo ra một video tương tự như vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm được? Thì trong video này Thế chia sẻ cho bạn cách tuần tự tạo ra những cái phim hoạt hình 3D đến cái lúc chúng ta tạo ra âm thanh và hiệu ứng đầy đủ như thế này. Ví dụ như trong khu vực này mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta dùng âm thanh luôn. Đấy. Làm sao để chúng ta tạo ra âm thanh, làm sao để chúng ta sử dụng tạo ra tất cả mọi nội dung kịch bản, và đặc biệt chúng ta hoàn toàn miễn phí với cái cách làm mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ phim rất là tuyệt vời và xuất ra chất lượng 4K cho chúng ta. Và cái này các bạn có thể đăng lên để xây kênh tạo ra những cái phim hoạt hình để kiếm tiền, bán hàng, hoặc là chúng ta tạo ra một cái cộng đồng cho cái việc làm tiếp thị liên kết. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta cùng làm. Nếu các bạn đam mê với cách làm như thế này thì đây là cái cơ hội cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thôi. Rồi ok, bước đầu tiên chúng ta hãy truy cập vào ChatGPT ha. Ở trong khu vực này các bạn sẽ tạo một cái tài khoản miễn phí để chúng ta sử dụng AI ChatGPT. Rồi trên màn hình thì các bạn thấy mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một đoạn hội thoại rồi. Chúng ta sẽ nhập cái đoạn hội thoại này vào trong ChatGPT. Nhưng trước khi nhập mình sẽ giải thích qua cho các bạn hiểu. Tạo cho tôi một câu chuyện hoạt hình AI về cô bé Quàng Khăn Đỏ. Trong cái chỗ màu đỏ này mình đã bôi lên thì các bạn có quyền chúng ta sửa thành cái nội dung của chúng ta. Và tiếp theo trong cái khu vực này, vui lòng cho tôi một kịch bản có người kể chuyện và lời nhắc để tạo ra hình ảnh của các cảnh liên quan. Lời nhắc để tạo nên hình ảnh phải được mô tả nhân vật như là áo màu gì, bao nhiêu tuổi, tóc màu gì, giày màu gì, thân hình như thế nào, gương mặt ra sao, lời nhắc chi tiết đầy đủ. Và đồng thời thêm giúp mình cái câu style, whimsical 3D bizarre style vào cuối mỗi lời, vào cuối mỗi lời nhắc. Đây, cái đoạn hội thoại này mình gửi tặng cho mọi người ở dưới cái phần mô tả. Chúng ta copy hết cái đoạn này, chúng ta đem lên phía trên được không? Rồi anh chị đã có cái đoạn hội thoại này rồi, chúng ta sẽ copy cái đoạn hội thoại này. Rồi sau đó mọi người đem qua bên khu vực này nè, chúng ta sẽ gửi cái link này đi, nhờ ChatGPT sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Đấy, nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái câu chuyện cực kỳ nhanh. Và nếu anh chị nào mà chúng ta muốn tạo ra những cái câu chuyện khác thì có rất là nhiều mẫu câu chuyện ha. Đó, ví dụ như chuyện Thạch Sanh Lý Thông Tấm Cám, hoặc là Rùa và Thỏ, câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, hoặc là tất cả những cái nội dung khác đều có cho chúng ta luôn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong khu vực này nè, mọi người sẽ thấy cái phần quan trọng nhất là cái phần lời nhắc tạo hình ảnh nè. Cảnh thứ nhất nè, hình ảnh Quàng Khăn Đỏ đứng trước nhà, khoảng 10 tuổi, đó, màu nâu, buộc tóc. Mọi người thấy chưa? Đấy, hình ảnh cô bé Quàng Khăn Đỏ nè. Thì chúng ta sẽ có được một nội dung chi tiết rồi. Như vậy, bước đầu tiên anh chị đã có kịch bản rồi đúng không? Ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ, gần khu vực rầm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ, được chưa? Thì nó sẽ có một cái câu chuyện như thế này. Rất là tuyệt vời đúng không? Từ nội dung số 1 cho tới nội dung số 6, nó đã có đầy đủ cho chúng ta, kể cả cái lời nhắc thoại luôn rồi. Thì bước thứ nhất là mình đã chỉ cho các bạn cách chúng ta tạo ra kịch bản cộng với lại lời nhắc đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mình yêu cầu nó nè. Chỉ lấy lời nhắc và dịch lời nhắc sang tiếng Anh. Đây. Và một cột tiếng Việt. Một cột tiếng Anh và một cột tiếng Việt. Đấy, cho các bạn dễ hiểu nè. Chỉ lấy lời nhắc và dịch sang tiếng Anh. Đó, được chưa? Một cột tiếng Anh và một cột tiếng Việt. Thì để tránh trường hợp mà các bạn không follow được á, thì mình sẽ để chi tiết vào từng phần như thế này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu một cái lệnh này nữa giúp mình. Các bạn dùng đúng công thức của mình thì chắc chắn các bạn làm cực kỳ nhanh chóng luôn. Thì cho nó chạy ra cái phần tiếng Anh và sau đó kể cả tiếng Anh và tiếng Việt, mọi người thấy tuyệt vời chưa?
Đấy, như vậy thì chúng ta mới điều chỉnh một cách dễ dàng đúng không? Còn nếu chúng ta không biết cái đoạn nào của cái đoạn nào hết thì chúng ta sẽ bị rối. Và đây là cái cách rất là nhanh chóng để các bạn thực thi được cái kết quả của chúng ta. Nó có mấy tấm ảnh các bạn? Có 6 tấm ảnh, ảnh thứ nhất, ảnh thứ hai, ảnh thứ ba. Đó, nó dịch ra cho chúng ta bằng tiếng Anh rất là kỹ càng và chi tiết như thế này, được chưa? Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, chúng ta chờ cho nó chạy thêm tấm số 5 và tấm số 6 nữa. Vậy là chúng ta đã có 6 tấm ảnh. À, rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta không giỏi vẽ ảnh đúng không? Chúng ta hãy dùng công nghệ để vẽ chúng ta, đặc biệt là AI, hỗ trợ cho mọi người miễn phí luôn. Đó, chờ cho nó chạy xong đi. Rồi, chúng ta thấy cái điều gì mọi người? Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần chúng ta ra cho nó một câu lệnh thôi là tất cả mọi cái nó đều chạy cho chúng ta hết hoàn chỉnh như thế này, đúng không? Đấy, sau khi mà mọi người ra lệnh thì mọi người đã có được tiếng Anh, tiếng Việt rõ ràng chưa? Và bây giờ chúng ta yêu cầu nó tạo nội dung, lời thoại, kịch bản phía trên cho tôi. Bỏ lời nhắc đi. Đấy, chỉ lấy lời thoại. Rồi, ok, chúng ta yêu cầu nó một lệnh tiếp theo. Đấy, mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ chạy ra cho chúng ta chi tiết như thế này, nó bỏ lời nhắc và nó chỉ tạo ra nội dung chính cho chúng ta. Đấy, mọi người thấy tuyệt vời chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã nắm được cái phần thông tin rồi đúng không? Chi tiết rất là đầy đủ như thế này. Nếu mà anh chị mà chúng ta muốn cho nó nhanh nữa, chúng ta bỏ luôn cả cái phần này luôn. À, yêu cầu nó bỏ thông tin phụ như quàng khăn đỏ và người kể chuyện. Đấy, và người kể chuyện. Chỉ lấy lời thoại thôi. Đó, mọi người enter một lệnh này nữa cho mình và cái câu lệnh này mình sẽ gửi tặng cho mọi người ở phần thông tin phía dưới này luôn. À, để tránh trường hợp anh chị chúng ta chưa có làm quen và chúng ta sẽ bị quên ha, mình sẽ gửi tặng cho mọi người rất là chi tiết nên không có cái lý do gì mà chúng ta không thực hành nha mọi người nha. Mình đã bổ sung hết tất cả những câu thoại trong này cho mọi người rồi, được chưa? Và bây giờ chúng ta đã có gì các bạn? Chúng ta đã có lời thoại và có lời nhắc để tạo hình ảnh luôn. Bây giờ các bạn sẽ mở tiếp tục một tab số 2 giúp mình truy cập vào đường dẫn số 2. Đó chính là AI để tạo ra hình ảnh miễn phí cho chúng ta và đồng nhất nhân vật luôn. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái nút là Generate for free. Chúng ta sẽ click vào đây. Rồi trong khu vực này anh chị sẽ thấy có một cái chỗ tạo tài khoản. Chúng ta chọn với lại tài khoản Gmail cho nó nhanh. Sau đó chúng ta lựa chọn email của chúng ta và chúng ta bắt đầu sử dụng nền tảng tạo hình ảnh cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên các bạn hãy giúp mình di chuyển về cái trang chủ này các bạn. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển về trang chủ của nó cho nó dễ nhìn, được chưa? Và trong khu vực này nó sẽ có một cái nút là Generate for free. Chúng ta sẽ click vào bên trong. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ bấm vào cái nút Create ở đây. Bây giờ trong khu vực này chúng ta sẽ chọn vào cái mục cuối cùng ở đây. À, và chúng ta sẽ chọn tỷ lệ hình ảnh là 16:9 nha mọi người nha. 16:9 đây nè. Cái tỷ lệ 16:9 ở đây. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta muốn cho nó tạo ra bao nhiêu tấm ảnh trên một cái câu lệnh của chúng ta. Ví dụ như 4 đi. Chúng ta lựa ra những cái ảnh đẹp đẹp đúng không? Bây giờ các bạn quay trở lại cái khu vực chat GPT. Ở đây chúng ta sẽ lấy hội thoại nè. Chúng ta coi nè, hình ảnh cô bé quàng khăn đỏ đứng trước nhà đúng không? Thì nó cho chúng ta ra một cái nội dung như thế này. Tuyệt vời chứ mọi người. Bây giờ anh chị cứ bình tĩnh, chúng ta đưa nội dung của chúng ta vào khu vực này. Sau đó bên phải này nó sẽ có một cái chữ là Create. Chúng ta sẽ click vào. Thì bốn cái tấm ảnh của chúng ta nằm ở phía dưới này ngay lập tức được hệ thống AI nó hỗ trợ tạo ra chúng ta hoàn toàn miễn phí luôn. Thì chúng ta đợi cho nó chạy cho xong bốn tấm ảnh này thì chúng ta sẽ làm tương tự cho tất cả các tấm ảnh còn lại. Rồi thật sự là sau khi nó chạy xong thì các bạn thấy bốn tấm ảnh của chúng ta tuyệt vời không mọi người? À, tấm ảnh thứ nhất nè, mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp. Tấm ảnh số 2. À, mình thấy tấm nào mình cũng muốn dùng hết á. Tấm này tới hai nhân vật đúng không? Chúng ta chỉ cần một nhân vật thôi. Thì nó cho chúng ta bốn option như vậy, anh chị thích tấm nào thì chúng ta sẽ click vào, chúng ta tải về ở đây, được chưa? Nó có nút mũi tên ở đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu ở ngoài desktop ha, mình sẽ lưu là video hoạt hình. Đấy, chúng ta lưu lại. Sau đó mình sẽ đặt tên cho nó nhân vật này số 1, được không? Cái tấm ảnh này chúng ta sẽ lưu nó là số 1. Bây giờ làm tương tự như vậy cho tấm ảnh số 2. Mình tin chắc rằng với cái cách làm của mình thì anh chị nào cũng có thể áp dụng tốt được. Và bây giờ anh chị sẽ quay ra khu vực ở đây, chúng ta cũng làm tương tự giống như vậy. Chúng ta sẽ bấm vào Generate để cho bốn tấm ảnh tiếp theo nó được tạo ra. Đây, nó sẽ đưa trên lệnh chờ và nó đang Generate này các bạn.
ha, thì chúng ta cứ làm tương tự từng bước rồi. Ok, quá tuyệt vời ha. Thì ở đây nó đã xuất hiện ra cái gì mọi người? À, hình ảnh cô bé quàng khăn đỏ giữa rừng có chú chó sói. Vậy chúng ta tìm cái ảnh nào có chú chó sói đây nè. À, quá đẹp đúng không? Chúng ta sẽ tải tấm này về. Đấy, mọi người thấy quá xịn sò chưa? À, quá xịn sò cho chúng ta rồi chứ còn đòi gì nữa đúng không? Lưu nó là số 2 để tránh trường hợp chúng ta bị nhầm đúng không? Vậy tiếp tục anh chị sẽ có số 1, số 2 rồi bây giờ chúng ta di chuyển tới tấm số 3. Copy cái chỗ này về cái tấm số 3 giúp mình. Rồi chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha. Chúng ta nhập nội dung vào khu vực ở đây và chúng ta làm cho nó xong tới tấm ảnh tiếp theo. Rồi ok, sau khi nó chạy xong thì chúng ta đã có những cái bức ảnh cực kỳ tuyệt vời như thế này rồi đúng không các bạn? À, rất là nhanh chóng và miễn phí cho chúng ta luôn. Quá là đẹp luôn, đồng bộ nhân vật cho chúng ta. Có 4 option cho chúng ta lựa chọn, như vậy là bước chúng ta tạo hình ảnh đã xong rồi. Vậy bây giờ làm sao để biến những hình ảnh này tạo thành những nhân vật chuyển động đúng không các bạn, thì nó mới có cái hồn được. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta làm. Rồi cái số 3 mình sẽ chỉ cho mọi người một cái AI có tên là hailuoi.com. Chúng ta hãy truy cập vào đường dẫn ở phía dưới cái phần mô tả YouTube hoàn toàn miễn phí cho chúng ta. Thì bây giờ anh chị sẽ dùng cái tấm hình khi nãy để chúng ta upload lên từng tấm hình trong khu vực này được chưa? À, ở đây là chúng ta sẽ cho cái cô bé này chuyển động, có thể là cho cô bé này vừa đi và vừa cười và hướng vào cái ống màn hình. Thì bây giờ chúng ta không giỏi tiếng Anh, chúng ta mở Google dịch lên ha. Chúng ta sẽ yêu cầu nó nè, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh nè. Cô bé vừa đi rồi vừa cười và hướng vào, hướng mặt vào máy quay. Đấy, được chưa? Chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này. Chúng ta sẽ copy qua bên khu vực ở đây. Chúng ta sẽ đưa cái chuyển động, tại vì những cái AI này nó chỉ hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu chúng ta không giỏi tiếng Anh thì chúng ta phải giỏi tiếng Việt đúng không? Chúng ta sẽ bấm vào nút tạo ở đây. Nó sẽ bắt đầu tạo ra một cái hiệu ứng chuyển động. Thì cứ tương tự như vậy và anh chị sẽ đưa dữ liệu vào cho nó tất cả mọi chuyển động cho từng nhân vật của chúng ta. Chúng ta có 5 tấm ảnh, 6 tấm ảnh, 7 tấm ảnh thì chúng ta cứ tạo tương tự như vậy đến khi nó hoàn tất được cái phần này. Rồi sau khi chúng ta bấm vào nút tạo, nó sẽ bắt đầu chờ những cái nhân vật này ha. Hiện tại là nó đang chờ tới 1940 người ở phía trước để sau những cái người này rồi sẽ tới chúng ta. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta dùng những AI khác trả phí thì chắc chắn tốc độ nó sẽ nhanh, tuy nhiên AI này nó miễn phí nên do đó chúng ta cần phải chờ, chúng ta cần phải chờ để cho nó hoàn tất tất cả những cái tác vụ này. Rồi sau khi nó chạy xong hết cho chúng ta từng video như thế này rồi thì chúng ta sẽ tải về từng video một ha. Chúng ta sẽ click vào tải video 1 cho tới video số 7. Như vậy là chúng ta đã đủ nguyên liệu để chúng ta làm rồi. Bây giờ chúng ta đã đủ hình ảnh chuyển qua phần video rồi thì làm sao để chúng ta ghép nối thành một video hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta sử dụng lại Chat GPT. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần Chat GPT của chúng ta. Thì ở đây chúng ta đã có một cái phần nội dung kịch bản rồi đúng không? Các bạn sẽ copy hết tất cả những phần này giúp mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ click vào đường link VB ha. Đường link VB mình có để dưới cái phần link mô tả cho các bạn tiện kích vào. Nếu chúng ta có giọng đọc khác thì chúng ta có thể sử dụng nó luôn. Nhưng mình thường sử dụng VB thì nó sẽ tiện hơn, tại vì nó có cái giọng đọc trẻ em nữa. Trong khu vực này nó sẽ có cái nút đăng nhập ở phía trên này này, các bạn bấm vào nút đăng nhập nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong, chúng ta sử dụng luôn Gmail cho nó nhanh ha. Chúng ta sẽ đăng nhập vào luôn. Vậy là chúng ta đã đi vào bên trong rồi. Thì trong cái khu vực này nè, chúng ta sẽ thấy có một cái giọng đọc. À, khu vực này chúng ta sẽ lựa chọn giọng đọc nam, giọng đọc nữ tùy chúng ta. Thì cái khu vực này nó sẽ có trẻ em này, các bạn thấy chưa? Đó, mình sẽ click vào nghe thử. Chào mừng đến với website của chúng tôi. Đây là trang web cung cấp một giải pháp truyền văn bản. Đấy, đọc truyện ha, đây đọc truyện nữa nè. Vào thời vua Hùng Vương ạ. À, giọng đọc của Ngọc Lan rất là hay ha. Thì mình sẽ click vào đây, sau đó chúng ta sẽ nhập tất cả những nội dung văn bản mà chúng ta vừa tạo ra từ Chat GPT, sau đó chúng ta đưa vào khu vực này được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút chuyển văn bản đây ở trên khúc trên này nè. Đầu bên phải này nè, nó sẽ có một cái nút là chuyển văn bản, chúng ta sẽ click vào, chúng ta chuyển qua. Thì hệ thống nó bắt đầu nó tạo ra cho chúng ta một số lượng ký tự là 1166 ký tự và nó sẽ tự đọc cho mình luôn ha. Chúng ta sẽ đợi cho hệ thống VB nó tạo ra cho chúng ta giọng đọc và sau đó chúng ta ghép nối lại là xong. Rồi sau khi nó chạy xong thì nó sẽ có một cái nút là tải xuống ở đây nè. Chúng ta sẽ click vào và chúng ta tải xuống. Rồi sau khi tải xuống thì nó sẽ có cái tên như thế này, thì mình sẽ đổi tên nó lại là âm thanh. À, âm thanh giọng đọc
Đấy, cho nó dễ quản lý hơn các bạn ha. Rồi sau khi chúng ta đã đủ nguyên liệu rồi thì ở đây chúng ta sẽ mở ứng dụng cáp kết lên nha các bạn nha. Đấy, chúng ta click vào đây chúng ta sẽ mở ứng dụng cáp kết lên. Ứng dụng cáp kết sẽ cho phép chúng ta ghép nối hết tất cả mọi thứ lại với nhau. Bây giờ sau khi chúng ta mở cáp kết lên thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta ghép nối nha. Đây là giao diện của cáp kết thì chúng ta sẽ đăng nhập vào bên trong được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút tạo dự án ở đây nè. Các bạn sẽ bấm vào cái nút nhập ở đây. Đây. Đây là những cái phần quảng cáo của nó nè, thì chúng ta sẽ xóa những cái phần quảng cáo đi. Và chúng ta sẽ bấm vào cái nút nhập ở đây, chúng ta sẽ nhập tất cả những nguyên liệu mà chúng ta đã vừa chuẩn bị. Chỉ cần chúng ta nhập vào cái gì? Nguyên liệu, video và âm thanh thôi. Còn cái phần hình ảnh thì chúng ta không cần sử dụng ha. Đấy, sau đó các bạn sẽ kéo xuống hết tất cả giúp mình cái phần âm thanh trước. Đây. Rồi, chúng ta nghe thử. Đó, mình sẽ kéo volume to lên mình nghe thử nè. Ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp. Tuyệt vời chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống từng phần và chúng ta nghe thử, chúng ta lắp ghép vào cho nó phù hợp ha. Đây, chúng ta sẽ nghe thử nè. Rồi, chúng ta zoom to cái phần này lên, chúng ta nghe thử. Đó. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng gọi cô bé như vậy vì cô lúc nào cũng đeo chiếc khăn đỏ mà mẹ đã tặng. Rồi, được chưa? Tới đây là mình sẽ đánh dấu vào cái khu vực này nè. Đánh dấu vào đây, được chưa? Mình sẽ nhân bản, mình sẽ kéo cái video này to lên một tí để cho nó mất che mờ cái đoạn logo này luôn. Đấy, kéo to lên tí ha, kéo to lên tí cho nó che mờ cái phần đó luôn, được chưa? Rồi như vậy là mình sẽ nhân cái thằng này lên thành hai đoạn để cho nó giới thiệu cái chỗ đó. Đấy, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái đoạn này đúng không? Tiếp theo nè, phần thoại tiếp theo. Sáng hôm ấy, mẹ của Quang Khăn Đỏ chuẩn bị một giỏ bánh và dặn cô bé mang đến cho bằng. Rồi, được chưa? Thì chúng ta sẽ lắp ghép như thế nào cho nó phù hợp, hoặc là chúng ta nhân bản cái chỗ này lên ha. Nếu chúng ta muốn làm nhiều cảnh hay thì chúng ta có thể dùng dùng AI để chúng ta làm ra nhiều cảnh hay, còn không thì chúng ta có thể dùng cái đoạn này cũng được. Quang Khăn Đỏ chuẩn bị một giỏ bánh và dặn cô bé mang đến cho bà ngoại đang ốm yếu. Rồi, được chưa? Mình sẽ kéo tới đây. Rồi. Cho bà ngoại đang ốm yếu. Con nhớ đi đường thẳng, đừng dừng lại nói chuyện với người lạ và đến nhà bà thật sớm nhé. Đấy, mình sẽ đưa những cái đoạn này vào. Lập con ghép nhớ vào. Đi đường thẳng, đừng dừng lại nói chuyện với người lạ và đến nhà bà thật sớm nhé. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta cũng zoom cái thằng này to lên nha mọi người nha. Đấy, zoom to lên. Rồi. Nhà bà thật sớm nhé, mẹ dặn dò. Quàng Khăn Đỏ bước vào khu rừng. Rồi, Quàng Khăn Đỏ bước vào khu rừng nè. Đấy, chúng ta cứ làm tương tự như vậy cho tất cả những phần còn lại ha. Rồi, làm tất cả những cái phần khác khớp với lại cái nội dung mong muốn của chúng ta ở phía dưới này. Nghe thử. Cô bé vừa đi vừa ngân nga một bài hát nhỏ, không nhận ra rằng. Rồi, ok. Zoom tỷ lệ nó lên. Một con sói gian xảo đang lén lút theo dõi. Được chưa? Tiếp theo. Cô bé định đi đâu mà vui vẻ thế? Rồi, lúc này chú sói hỏi ha, chú sói hỏi nè. Đấy, mình cũng zoom to lên cái chỗ này. Rồi, quá tuyệt vui vẻ vời. Thế. Sau khi nghe cô bé kể rằng cô đang đến thăm bà ngoại, sói nghĩ ra một kế hoạch sập. Đấy. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ zoom to chỗ này lên. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nghe và chúng ta làm tương tự cho tất cả các cảnh còn lại ha. Đơn giản không các bạn? Quá là đơn giản ha. Đấy. Rồi. Tâm Quang Khăn Đỏ. Mình sẽ zoom to lên những cái cảnh này. Tiếp theo cái đoạn cuối cùng ở đây. Được chưa? Cái phần cắt ghép là tùy vào chúng ta nha mọi người nha. Phần và tinh chỉnh những cái phần này nè thì tùy vào mỗi người chúng ta. Được chưa? Rồi. Ngày xưa, chúng ta trong nghe một lại. Ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng gọi cô bé như đấy, vậy vậy vì là cô chúng lúc ta đã có được cái gì? Có được cái phần nguyên liệu rồi. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển tới phần chuyển tiếp ở đây nè. Chúng ta sẽ tìm tới những cái phần chuyển cảnh đẹp ha. Ví dụ như ở trong khu vực này nè, nó sẽ có cái cảnh chuyển mờ mờ đó, hoặc là nhiễu sóng, hoặc là cơ bản nè. Thì trong đây nó có rất là nhiều cách chúng ta chuyển cảnh, chúng ta kéo đưa vào giữa ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ thấy ở bên phải này nó có nút tất cả, chúng ta click vào. Vậy tất cả những cái phần này nó sẽ có cùng một cái chuyển cảnh hết ha. Đây, chúng ta xem thử cái chuyển cảnh của nó nè. Yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng. Tuyệt vời chưa?
Vậy là các bạn đã có được hai thứ, thứ nhất là giọng đọc, thứ hai là video, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta lồng ghép âm thanh vào ha. Trong cái khu vực âm thanh này nè, các bạn di chuyển xuống cái phần hiệu ứng âm thanh đây, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tìm thử một từ khóa đi bộ, đúng không? Chúng ta sẽ tìm cái chữ là walking đây, walking show. Chúng ta sẽ tìm những cái hiệu ứng âm thanh ở khu vực này nè, để cho nó lót ra ha, và chúng ta sẽ nghe thử đây. Rồi, walking rất là nhiều hơn, các bạn chỉ cần di chuyển vào đây, chúng ta sẽ tìm thử, ví dụ như đi bộ chậm này, đúng không? Chúng ta sẽ tìm thử những hiệu ứng này, chúng ta nghe thử. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái phần walking sound effect. Đấy, chúng ta nghe thử và chúng ta đưa vào bên trong này, được chưa? Đây, mình tìm âm thanh rồi, sau đó chúng ta sẽ đưa những âm thanh này vào đây ha. Đấy, chúng ta sẽ đưa âm thanh hiệu ứng này vào đây. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng Rồi, cái âm thanh này chúng ta đưa nhỏ nhỏ thôi, được chưa? Đấy. rậm. Xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng gọi cô bé như vậy vì cô lúc nào cũng đeo chiếc. Đấy, trong đây nó có rất nhiều âm thanh ha. Rồi, ok, mình sẽ kéo tới khu vực này thôi. Đấy, kéo tới khu vực này cho nó cân bằng với lại cái đoạn này tiếp theo. Cười nói, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ gõ vào đây. Cười cười nói nói, đúng không? Rồi, ok. Rồi, nếu chúng ta không biết cái từ khóa tiếng Anh đó thì các bạn mở Google dịch lên. Google dịch nè. Đấy, Google dịch nè. Chúng ta sẽ tìm cái chữ là cười ha. Rồi, chúng ta dịch. Đó, chúng ta sẽ lấy cái chữ tiếng Anh này, chúng ta tìm hiệu ứng nó sẽ nhiều, được chưa? Đây nè. Rồi, ok, tương tự như vậy mình sẽ đưa những cái hiệu ứng âm thanh tiếp theo vào ha. Con nhớ đi đường thẳng, đừng dừng lại nói chuyện với. Đấy, mình sẽ giảm âm thanh này lại, còn cái volume gốc này này các bạn có thể tăng lên nha. Mẹ lạ, bà đến nhà bà thật sớm nhé. Mẹ dặn dò. Đấy, tới đây. Rồi mình sẽ kéo âm thanh ngắn lại nè, tới chỗ này là tới chỗ này là bắt đầu sẽ có những cái chuyển động khác, đúng không? Mình sẽ qua cái cảnh này để kéo cái phần âm thanh cho nó khớp với cái chỗ này, được chưa? Và tới phần này là cái con chú chó sói, đúng không? Nó nói chuyện, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm những cái hiệu ứng khác ha. Đây, mình sẽ đưa giọng của con sói vào, được chưa? Đưa giọng của con sói vào từ đây. Đấy. Rằng một con sói gian xảo đang lén lút theo dõi. Chào cô bé định đi đâu mà vui vẻ thế? Sau khi nghe cô bé kể rằng cô đang đến thăm bà ngoại, sói nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt. Đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta đưa những cái hiệu ứng âm thanh này vào. Đưa những cái phần video của chúng ta đầy đủ và chúng ta nhớ zoom to lên để cho nó mất hết tất cả những cái phần này, được chưa? Cứ như vậy và chúng ta sẽ làm hoàn thiện hết tất cả những cái phần thông tin của chúng ta. Điền đầy đủ phần hiệu ứng vào. Ở đây mình làm demo cho mọi người một vài cái thôi. Và chúng ta nhớ phải đưa hiệu ứng âm thanh vào. Đấy. Đưa nhiều hiệu ứng âm thanh vào cho nó hấp dẫn ha. Trong đây có rất nhiều hiệu ứng âm thanh hay. Rồi. Rồi, mình sẽ đưa những hiệu ứng âm thanh này vào nữa. Kéo nhỏ nó lại. Ok, sau khi chúng ta nghe xong hết mọi thứ hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuất cái video này ra và chúng ta để chế độ 4K luôn cho chất lượng nó cao. Rồi chúng ta sẽ chọn nơi lưu ha. Chúng ta sẽ chọn nơi lưu. Ok, sau đó chúng ta sẽ đặt tên cho nó là video hoạt hình. Được chưa? Rồi chúng ta để chế độ 4K 264 MB4 30 fps. Chúng ta sẽ bấm vào chế độ xuất như thế này thì hệ thống nó sẽ xuất ra, thì cái tốc độ xuất nó tùy vào tín hiệu mạng của mọi người, và thứ hai nữa là cái máy tính của chúng ta nó có mạnh, nó có khỏe hay không thì nó sẽ xuất nhanh. Với cái video này thì cái máy mình trung bình nó xuất tầm cỡ 1 phút nha mọi người nha. 1 phút là xong rồi. Sau khi nó xuất xong, vậy là chúng ta đã có được một video rất là hoàn chỉnh. Chúng ta xem lại thử nha mọi người. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm gần khu rừng rậm rạp, có một cô bé đáng yêu tên là Quàng Khăn Đỏ. Mọi người trong làng gọi cô bé như vậy vì cô lúc nào cũng đeo chiếc khăn đỏ mà mẹ đã tặng. Sáng hôm ấy, mẹ của Quàng Khăn Đỏ chuẩn bị một giỏ bánh và dặn cô bé mang đến cho bà ngoại đang ốm yếu.
Con nhớ đi đường thẳng, đừng dừng lại nói chuyện với người lạ và đến nhà bà thật sớm nhé, mẹ dặn dò. Quàng Khăn Đỏ bước vào khu rừng, xung quanh là những cây cổ thụ cao vút và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá. Cô bé vừa đi vừa ngân nga một bài hát nhỏ, không nhận ra rằng một con sói gian xảo đang lén lút theo dõi. Chào cô bé định đi đâu mà vui vẻ thế? Sau khi nghe cô bé kể rằng cô đang đến thăm bà ngoại, sói nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt. Sói chạy nhanh đến nhà bà ngoại và giả vờ làm Quàng Khăn Đỏ để đánh lừa bà. Bà ơi, sao tai bà to thế? May mắn thay, một người thợ săn đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu và xông vào nhà, cứu Quàng Khăn Đỏ và bà ngoại khỏi nanh vuốt của sói. Sau đó, sói đã bị đuổi đi và Quàng Khăn Đỏ cùng bà ngoại sống trong yên bình, không bao giờ quên bài học về việc luôn cảnh giác với người lạ. Ok, như vậy là Thế đã vừa chia sẻ cho các bạn cách tuần tự từ cái viết kịch bản tạo ra hình ảnh cho tới cái việc sử dụng AI một cách thông minh hoàn toàn miễn phí để tạo ra cái video cực kỳ nhanh chóng với cái cách làm 3D như thế này. Thì các bạn có thể tạo ra những câu chuyện hoạt hình mà chúng ta không cần phải đi quay ở ngoài kia. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì đừng quên quay lại kênh YouTube của mình, đăng ký kênh và chúng ta sẽ chọn vào cái chế độ là nhận tất cả những thông báo để khi mình ra video hay nhất, mới nhất cập nhật liên tục mỗi ngày cho các bạn học tập và kiếm tiền hoàn toàn miễn phí thì các bạn là người đầu tiên đón nhận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích những gì mình chia sẻ và nếu các bạn muốn có một cái người cầm tay chỉ việc thì các bạn có thể bấm vào cái đường link phía bên dưới. Mình có một cái khóa học chuyên sâu để giúp cho các bạn từ cái việc là tạo kênh YouTube đến cái việc là xây dựng content, làm sao cho video có nhiều lượt xem và làm sao để chúng ta kiếm được tiền trên nền tảng này. Bạn nào trẻ chúng ta có nhiều kiến thức nền rồi, chúng ta có thể tự học được rồi thì đây là cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn, cần phải phát huy cái chuyện đó. Còn rất là nhiều anh chị chúng ta cần cái sự giúp đỡ chuyên sâu hơn thì các bạn có thể làm việc sâu hơn với mình để mình có thể có cơ hội hỗ trợ cho anh chị ha. Chúc anh chị sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.